Tỉnh Hưng Yên nổi danh là vùng đất có nhiều nhà khoa bảng đỗ đạt thời phong kiến. Trong số 138 vị đại khoa vẻ vang của sư nhãn Hưng Yên, có một vị tuy tuổi đời ngắn ngủi nhưng đã đi vào cõi bất tử, không chỉ để lại nhiều giai thoại thơ văn thú vị. Vị tiến sĩ này còn là nhà kiến trúc tài hoa, đã tạo dựng nên ngôi đền thờ vị thánh bất tử Trừ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, tạo nên cái bất tử để cùng bất tử với công trình của mình. Vị tiến sĩ tạo nên giá trị văn hóa đó chính là Chu Mạnh Trinh, người làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh sinh năm 1862, mất năm 1905, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nho học. Thân phụ ông là Chu Duy Tĩnh, làm quan đến chức ngự sử. Chu Mạnh Trinh học rất thông minh, năm 19 tuổi đã đỗ tú tài, năm 25 tuổi đậu giải nguyên, năm 31 tuổi thì đỗ tam giáp tiến sĩ, nên người đương thời gọi ông là ông nghè Phú Thị. Sau khi đỗ tam giáp tiến sĩ, Chu Mạnh Trinh được bổ nhiệm làm tri phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tương truyền, ông làm quan công minh, chính trực. Có lần, ông đã phạt đánh một tu sĩ người Pháp có hành động cậy thế lộng hành. Làm tri phủ ít lâu, thân phụ ông mất, Chu Mạnh Trinh xin cáo quan về cư tang. Mãn tang, ông được giao chức án sát tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh là một nhà nho nổi tiếng ở sự phóng khoáng, hào hoa, thành thạo cả cầm kỳ, thi họa và còn giỏi cả về kiến trúc. Năm 1905, Tổng đốc Hưng Yên là Lê Hoan tổ chức cuộc thi Vĩnh Kiều. Chánh chủ khảo là nhà thơ Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh được giải nhất về thơ nôm. Ông say mê truyện Kiều, cảm thông đồng điệu với nhân vật Thúy Kiều đến mức sáng tác cả một tập thơ nôm về Kiều mang tên Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập. Bài tựa truyện Kiều viết bằng tiếng Hán văn là một áng văn phẩm bình sâu sắc về truyện Kiều, thể hiện phong cách cũng như văn chương của Chu Mạnh Trinh. Mang phong cách nhà nho tài tử trong hoàn cảnh xã hội phong kiến suy tàn, thực dân Pháp xâm lược nước ta, tiến sĩ Chu Mạnh Trinh có khuynh hướng thoát ly, nhưng những sáng tác của ông lại thể hiện tình cảm yêu nước, đề cao văn hóa dân tộc. Ông thích ngao du thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, ngâm vịnh thi phú. Những bài ca trù, nhất là bài Hương Sơn Phong Cảnh Ca, được viết rất điêu luyện, giàu tình cảm thiên nhiên, tình yêu đất nước. Tác phẩm của Chu Mạnh Trinh giàu tính nhân văn, biểu lộ khuynh hướng lãng mạn, tình cảm chủ nghĩa. Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh còn là một nhà kiến trúc có tài, nổi tiếng trong vùng. Ông là người thiết kế chùa Thiên Chủ, nổi tiếng nằm trong khu danh thắng chùa Hương Tích, thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày nay. Tại quê hương Hưng Yên, tiến sĩ Chu Mạnh Trinh để lại dấu ấn với nhiều công trình. Đặc biệt, năm 1894, ông là người thiết kế và xây dựng lại đền Đa Hòa, thờ Trừ Đồng Tử Tiên Dung ở Tổng Mễ, nay là xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Chu Mạnh Trinh là người vẽ bản vẽ công trình và đứng ra vận động xây dựng đền Đa Hòa. Tương truyền, ngoài số tiền hàng tâm, hàng sản của nhà giàu trong vùng và thập phương, thì ông bổ theo xuất đinh mỗi người 5 quan. Chu Mạnh Trinh khiêm tốn khắc vào bia đá rằng đây chỉ là một sự tiếp nối trùng tu. Thực ra, ông đã thiết kế chỉ huy xây dựng một ngôi đền hoàn toàn mới, lớn và đẹp hơn hẳn đền cũ. Đền chính Đa Hòa tọa lạc bên bờ sông Hồng, trông thẳng sang bãi tự nhiên, nơi kỳ ngộ và nảy nở thiên tình sử giữa nàng công chúa Cành Vàng Lá Ngọc với một chàng trai nghèo khó nhưng rất mực hiếu thảo. Các công trình kiến trúc chia làm 3 khu vực: khu ngoài, khu giữa và khu trong. Đền Đa Hòa không chỉ là nơi lưu giữ một huyền tích giàu ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mà còn là một công trình nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đặc sắc thời Nguyễn. Ngay bên ngoài đền là nhà bia tám mái uy nghi đối diện với bãi tự nhiên, nơi nên duyên của Trừ Đồng Tử và Tiên Dung. Nhà bia dựng ngay trên kẻ đá sát mép bờ sông dốc cao, chống lại những đợt lũ xói mòn cho đến khi bị sạt lở. Kẻ đá là trấn Giang Biên, còn nhà bia cửa tây nhìn thẳng ra mặt sông, tự tay Chu Mạnh Trinh viết 3 chữ đại tự: Trấn Giang Lâu. Ngôi đền gồm 18 công trình lớn nhỏ với tổng diện tích gần 19.000 m2. Con số 18 khiến người đời sau nhớ đến công chúa Tiên Dung khi gặp và kết duyên với Trừ Đồng Tử lúc 18 tuổi và là con vua Hùng Vương thứ 18. Các mái đền mang hình thuyền rồng cách điệu. Từ trên cao nhìn xuống, ngôi đền giống như đoàn thuyền đang quần tụ
dập dìu trên sông nước. Người ta bảo rằng, ngài tiến sĩ nho học tài hoa, tinh tế, khi thiết kế đã gửi gắm ý tưởng về ngôi đền, gợi nhớ cảnh đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung đang du ngoạn trên sóng nước sông Hồng thuở nào. Khu giữa ngôi đền có gác chuông và gác khánh, chứa hai bảo vật quý là chuông và khánh được đúc tạc từ thời Nguyễn. Trung tâm của đền là tòa thiêu hương, trang nghiêm, bề thế, hai tầng tám mái, chạm trổ vô cùng tinh xảo, kỳ công. Trong tòa hậu cung đặt các pho tượng Đức Thánh Trừ Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân được đúc bằng đồng, tầm vóc cỡ như người thật. Phía ban ngoài còn có ba pho tượng như thế bằng gỗ. Nguyên do từ thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng, chúng đã lấy cả ba pho tượng bằng đồng đem đi. Nhân dân địa phương vừa tạc ba pho tượng bằng gỗ để thờ, vừa đấu tranh đòi lại. Về sau, chúng phải trả tượng lại cho đền. Ba pho tượng bằng gỗ cũng được giữ lại do đã hiện diện trong tình cảm, tâm linh của người dân. Đồng thời, để ghi dấu một thuở quê hương từng bị giặc ngoại xâm tàn phá. Trong đền Đa Hòa có thờ di ảnh của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh cùng cây đàn tam thập lục gắn với tên tuổi vị tiến sĩ tài danh nức tiếng. Ông được ghi công và tôn thờ như một vị thần hộ đền. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, toàn bộ kiến trúc ngôi đền toát lên ý tưởng và cảm hứng về câu chuyện tình bất tử. Đây không chỉ là một di tích lưu truyền và lan tỏa về một thiên tình sử hàng ngàn năm nay mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mà còn có giá trị đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Nguyễn, thể hiện trình độ kiến trúc tài hoa của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh. Đền Đa Hòa được nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1962. Vào trung tuần tháng 2 âm lịch hàng năm, đền Đa Hòa mở hội để tưởng nhớ đến công lao của Trừ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Theo thông lệ, cứ 3 năm tổ chức lễ hội tổng mễ với sự tham gia rước kiệu của 9 làng thuộc hai xã Bình Minh và Mễ Sở về đền chính Đa Hòa. Lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung là lễ hội tình yêu độc đáo nhất cả nước. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, tại các quyết định số 152 và 153 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lễ hội Đền Đa Hòa, xã Bình Minh và lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung mang giá trị nhân văn sâu sắc, tôn vinh tình yêu, đồng thời giáo dục lòng hiếu thảo, đạo làm người. Lễ hội còn tái hiện sinh động đời sống văn hóa của người Việt cổ, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Ngày nay, đền Đa Hòa và lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung luôn là một điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.